Gần đây, bức ảnh cũ giữa Hee-soo, Kim Jung-eun và Tae-hee đã được đào. Nó được biết rằng bức ảnh này được chụp vào năm 2005 tại một lễ trao giải. Theo quan sát của showbiz Hàn Quốc, Kim Hee-soo, chiếc váy trắng gợi cảm. Cô ấy để cho tính cách tóc ngắn làm nổi bật vẻ đẹp hấp dẫn mà khó khăn với bất cứ ai. Si-bum đằng sau đã tạo ra một sự sang trọng khi cô ấy lên sân khấu. Tae-hee, quê hương, khi cùng một khung với Kim Hee-soo và Jung-eun năm 2005. Một mình Kim Tae-hee mặc trang phục được bình luận là quê hương. Chiếc váy không chỉ khiến cô lùn mà còn thiếu tinh tế trước hai người cao niên nổi tiếng. Kim Hee-soo là một trong những người đẹp và tài năng trẻ của ngành công nghiệp giải trí ở kimchi.she được khán giả yêu thích thông qua các bộ phim như Honesty with Love, Red Dress, Super Thai Army, Tòa án vị thành niên, Dưới cái bóng giữa. Where What Daddy thành công trên con đường sự nghiệp, Kim Hee-soo vẫn còn độc thân ở tuổi U60. Kim Jung-eun nổi tiếng với các tác phẩm như Paris Love Story, Công chúa Lulu, Người vợ nguy hiểm của tôi. Cô kết hôn với chồng của CEO vào năm 2016 và rất thích hôn nhân Hee-soo. Hee-soo đã độc thân ở tuổi U60 trong khi Kim Jung-eun và Tae-hee là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và Kim Tae-hee đã tạo được dấu ấn trong khán giả với các dự án Cầu thang lên thiên đường, Câu chuyện tình yêu Harvard, Công chúa của tôi, Iris Secret, Thiên tài Lang Lang Gác, Xin chào, tạm biệt. Năm 2017, cô và Biren đã chính thức kết hôn. Kết quả của một câu chuyện tình yêu đẹp là hai công chúa đáng yêu.